làm cho xung quanh một ít đệ tử Vân Lam Tông trên khuôn mặt lại hiện ra biểu thị mức độ rất là ngạc nhiên. Thân kiếm đã trải qua sự tập trung rất vào đấu khí, đủ để chịu đựng trọng lực cực kỳ là khổng lồ. Mà lúc này không ngờ mỗi lần đầu tiên chạm chán, ấy, kiếm đơn giản là bị áp chế uốn cong bởi vậy có thể thấy đường trên hắc sắc cự thước kia đến tột cùng là bao hàm kinh khí khủng bố cỡ nào mặc dù trường kiếm tuy rằng uốn lượn biến thành cùng độ nguy hiểm như vậy nhưng vẫn trước sau chính chỗ ấy không hề bị bẻ gãy khi mua kiếm kẻ sắt sắp chạm đến cánh tay ngọc ngà lúc này bàn chân ở phía sau khẽ chậm dần lên trên mặt đất phía trên trường kiếm thành màng tăng vọt lực lượng cũng đột nhiên tăng vọt một tiếng đinh liền đem trong thức này đánh bùng ra nhờ vào lực lượng đàn hồi của song phương nam lan yên nhiên nhảy vọt lên trên lướt qua giữa không trung khuôn mặt xinh đẹp ngừng trọng kiếm trong tay bỗng nhiên cấp tốc run rẩy xoay chuyển lên trên chậm giá di động tới mà mỗi khi trường kiếm di động tới một phần liền lưu lại một kiếm hình tàn ảnh xấu như thực chất vậy Phong linh phân hình kiếm, không nghĩ tới nạp làn sơ tí, ngay cả phong linh phân hình kiếm lại cái này ở vòng huyền sai trung cấp đấu kỹ cũng đã tù luyện thành công, thật sự làm cho người ta bội phục. Nghe nói phong linh phân hình kiếm này nạp làn sơ tí vừa văn tốn sau một năm thời gian tù luyện, đã có thể phân ra mức độ 5 đạo kiếm hình. Than ôi, ta tù luyện gần 2 năm cũng bất quá là mới có bốn đạo. Lúc này thì nạp làn sơ tí mới vừa văn phát huy ra sử dụng loại đẳng cấp đấu kỹ này, chỉ sợ là muốn tốc chiến tốc thắng thì phải tiểu gia tử này quả thực là xui xẻo. Ở tại thời điểm làm lan yên nhiên thi triển ra đố kỹ kỳ sĩ ấy, phía dưới những đệ tử của Vân Lam Tông đều không khỏi kinh ngạc khẽ kẽ gì tai nói xa với nhau. Nhìn bộ dáng hắn lúc này, chắc chắn bọn họ đều là nhận ra nữ tử kia thi triển ra đố kỹ đạt đến tinh vi. Thế cho nên không chỉ là những tên đệ tử đó, mà ngay cả ở trên đài đá hơn 10 vị bạch bào lão xá, trong đó có vài vị cũng đã có một chút gật đầu trong thương cắm xuyên vào mặt đất tiêu viêm ngẩng đầu đôi đồng tử cò lại nhìn vào trường kiếm của nam lan yên nhiên đang di động chậm rãi mà lại xuất hiện ra vài đạo lăng lượng tàng ảnh dựa vào lăng lượng cảm ứng sắc khí hắn có thể nhận lấy đường vài đạo tàng ảnh bên trong ngầm chứa lực lượng hùng mạnh không hổ là thiếu thông chủ của vân lam tông đầu kia mạnh mẽ như vậy thấy có ích thì sử dụng. bàn tay nắm chân chuôi thước huyền trong xích tiêu viêm đem bàn chân thông thả bên trên mặt đất này xoay nửa vòng rất nhanh liền đạp thật mạnh âm thanh lăng lượng nổ vàng ở trong bàn trần mãnh liệt mà đột ngột dựng lên lôi kéo vượt qua giới hạn toàn bộ tầm mắt tại quảng trường cùng với tiếng nổ vàng tiêu viêm nhờ vào phản lực lăng lượng nổ mạnh thân thể đột nhiên nhắm vào lạp lan yên nhiên ở giữa không trung mà hùng bạo sung lên ở trên huyền trọng xích thanh sắc đấu kỹ cuộn trào mãnh liệt vượt ra ngoài nhẹ nhẹ ngọn lửa quỷ dị quấn quanh ở thân thước chằng qua do thanh sắc đấu khí kia trà lấp đi nếu không cẩn thận xem kỹ cũng khó có thể phát hiện ra được liếc qua bản thân tiêu viêm từ phía dưới dữ dội bắn lên nam lan yên nhiên đôi hàng mi xanh sẫm là chớp nhẽ trường kiếm trong tay gì động lại không vì vậy mà đình chím bàn chân kia dậm tại hư không thanh sắc đấu ký kia màu xanh nhá từ bàn chân phụt ra đơn giản là hình thành ra một mảnh lớn phòng nhận sắc bén hung hăng tản nhẫn nhắm vào tiêu viêm bổ cắt xuống cảm nhận đường trên đỉnh đầu đang truyền lại tiếng vàng vọng là phòng nhận xé gió tiêu viêm gương bàn tay lên thoáng tĩnh mịch lực lượng đẩy phù thiền cái địa từ trong lòng bàn tay mãnh liệt mà đột ngột phát ra mà mảng phòng nhận to lớn kia còn chưa kịp tiếp cận tiêu viêm liền bị cỗ lực lượng đẩy này thổi ầm ầm tiêu tan bởi nguyên do vì lực lượng đấy họ tiêu thân hình hùng bạo xông lên trên cũng đã hơi hơi bị trì hoãn tiêu viêm lại lần nữa ở giữa không trung kéo léo là mượn một chút năng lượng chuẩn bị ngăn cản nạp lan yên nhiên đấu kỹ ngừng tụ thành công là lúc này trên đỉnh đầu cách đó không xa tiếng quát lạnh ngắt cũng đã không xài vang lên phong linh kiếm tiếng quát vừa hạ xuống chân kiếm trong tay rộng mở trở về hướng về tiêu viêm ở bên dưới nam nan yên nhiên mũi chân điểm nhẹ lên hư không một cỗ gió nhẹ lờ mờ nảy sinh xa dưới chân nhờ vào cỗ gió nhẹ này nam nan yên nhiên cấp tốc lui về phía sau né tránh mà giữa không trung nằm đạo lăng lượng tàn kiếm này hư ảo còn lại ở đằng sau cũng là thoáng run lên trên phấn chấn xoay chuyển tức thì nhắm vào tiêu viêm ở bên dưới đầu đuôi nối tiếp lẫn nhau mãnh liệt mà đột ngột bắn qua lăng lượng tàn kiếm bắt cắt qua không khoảng không giống như xé sách không gian hết thấy năng lượng màu xanh nhạt hình cùng tưởng mũi kiếm phân luồng dị động phát động xa năm đạo kiếm hình đầu đuôi nối liền tiếp lẫn nhau phẳng phất là giống như một đạo lưu tinh từ trên trời sang xuống đất giữa đời lông mày cầu rúm lại bàn tay của tiêu viêm giống như cái bè đánh ra một cỗ kinh khí tiếp theo nhờ vào lực lượng đầy kinh khí thân thể vội thối lui năm đạo năng lượng tàn kiếm vừa vặn làm bén sát phía ngoài cơ thể khỏe mạnh cỗ kinh phòng bén nhọn kia là gọt qua làn xa làm trò tiểu viêm có chút đau đớn, thân thể mềm mại ở giữa không trung xoay tròn nửa vòng, giống như là một đóa hoa sen màu trắng thư thái, linh hoàn rơi trở lại mặt đất. Nam Lan yên nhiên ngọc thủ vùng ngang xuất ra rồi là thuận theo bàn tay nàng của Huy Đông. Nam đạo lăng lượng tàng kiếm vốn đã công kích thất bại, ấy vậy mà đầu thừa đuôi theo lần thứ hai nhắm vào thân thể của tiểu viêm giữa không trung lực lượng rất hùng bạo mà đâm qua. Nhìn về phía lăng lượng tàng kiếm lại đâm tới, tiêu viêm thoáng giật mình chật khẽ cao máy xung quanh khóe mắt mập mờ huyền ảo thân ở giữa không chúng châu phi sử dụng đến từ phân sực liệu không thì thật đúng là khó có thể né tránh lẫn năng lượng tàng kiếm công kích nhanh chóng nhưng mãnh liệt này thế này tránh không nổi vậy thì ngạnh tiếp thôi trong lòng suy nghĩ sống như vậy lần này bị hạ thấp xa thân phận trọng thước trong tay của tiêu viêm thành sắc đấu khí đột nhiên tăng vọt rồi đột nhiên phóng thích xa năng lượng khổng lồ làm cho phía dưới vô số người thần tinh là kinh ngạc thanh sắc hỏa diễm trong nhà mắt đó phát ra trọng thức huy động mang theo kinh hỉ là khủng hồn trong ánh mắt sửng xuân của những người ở bên dưới hung hăng đánh vào phía trên năng lượng tàng kiếm thình thịch hai người chạm chán năng lượng mãnh liệt làm nổ tung ở bên trên hư không vang lên thanh quang hừng hực kia khiến cho nhiều người chịu đứng không đường phải là nhắm mắt lại Nạp Lan yên nhiên, yên tĩnh đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, thanh quang chói sáng kia xấu như đối với nàng vẫn chưa tạo thành cái gì trở ngại. Hai mắt sáng rực chăm chú nhìn tới điểm nổ tung, phong linh phân hình kiếm uy lực như thế nào, nàng rất có thể hiểu rõ hơn hết. Một kinh thức kia cho dù là cấp bậc là thất tình đấu sửa muốn chống đỡ đều có chút khó khăn, mà một kích này nếu tiêu viêm có thể dễ dàng chống đỡ, như vậy thì Nạp Lan yên nhiên cũng có thể đủ đại khái phân tích xa thời gian 3 năm nay. Hắn nhất định là trà số chủ đạo đến mức nào phía trên bầu trời thanh quang dần dần tiêu giảm một cái bóng màu đen bất thình lình là nhắm vào lạp lan yên nhiên đứng ở trên mặt đất hùng bạo mà bắn đến tiếng gió mãnh liệt áp bách khiến cho nàng tại mỗi một người phát sinh sợ đau đớn bóng sáng màu đen cấp tốc kia tập kích như lô đình mà đến khiến cho nạp lan yên nhiên sắc màn xinh đẹp kia khẽ biến mỗi chân điểm ra một cái trên mặt đất thân thể giống như chuyển động theo quán tính trong khoảng thời gian ngắn ngủi này lùi về phía sau gần mười thước Uinh một tiếng, cái bóng màu đen hùng hằng rơi xuống đất Lăng lè nện vào chỗ làm lan yên nhiên đặt chân lúc trước Nhất thời thì một đáo thân ảnh dữ dội Ở phía trên quảng trường vang lên Cát bay đá cháy trong không gian từng đào vết nứt Tiếp theo đó, trò bối đang tràn ngập kéo dài khuếch tán ra Thân hình của nàm lan yên nhiên trượt lùi từ từ dừng lại Nhìn về phía địa phương nhấp nhô mùi vị trò bụi Tốc độ công kích như vậy Đối với người trùng tù liền công pháp trong phòng thuộc tính này mà nói muốn tạo thành mối đe dọa quá lớn vẫn là không có khả năng tụ bão phòng già vẫn nhẹ một cô kinh phòng chống sống hiển hiện ra lướt nhẹ qua quảng trường đem cho bụi sốc lên trên xóa bỏ không còn cho bụi sốc lên trước sân một lát nam lan yên nhiên đồng tử trong mắt hơi có lại em khắp người đấu khí bỗng nhiên tăng vọt thân thể nhanh chóng lui về phía sau đồng thời thị trường kiếm trong tay liên tục huy động từng đao kiếm mảnh phòng nhuận xuất hiện ra ở trước con đường lùi xa phía sau của nàng suy một tướng cho dù nàm lan yên nhiên lùa nhanh ở phía sau thế nhưng trong chốc lát bên trong lớp cho bụi này bóng đen đột nhiên lần nữ thứ hai giữ dội mà bắn xa lúc này để hắn so sánh với lúc trước hầu như là trong nhà mắt đó thực lực tăng lên gấp mấy lần tốc độ kinh khủng làm cho bóng đen giống như là một thứ ánh sáng nhấp nháy vài cái bóng hư ảo hiện hiện ra đơn giản nhanh chóng tiếp cận nàm lan yên nhiên mà đang bố trí mấy đạo phòng nhận phòng tỏa kia cũng đã làm bị gã sùng kiểu thù bạo nhất toàn bộ đánh Tàn thành phấn mát tốc độ rất không tối như thế nào bỗng nhiên xa tăng nhiều như vậy trên khuôn mặt xinh đẹp để lộ ra một chút ngưng trong của một ít nghi hoặc nam nan yên nhiên trong lòng thầm lầm bẩm nói ánh mắt liên tiếp liếc qua hướng bóng đen kia đánh liên tiếp về phía như trẻ cha mà đến vừa định lấy công đối công một cô hàn ý cũng đã chợt tuôn xa trên làn da đột nhiên thì nghiêng đầu một cái bóng đèn giống như là quỷ mị xuất hiện ở sau lưng của nàng bóng đen ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt lãnh đam của tiêu viêm lúc này đây hắn hai tay nắm thật chặt thành quyền ma huyền trọng xích màu đen thật lớn kia lúc này đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa quyền đầu nhờ vào trong một nửa vòng lực lượng cơ thể một cô kinh phòng hỗn loạn kinh khủng kia hung hăng đánh về phía sau lưng của nạp lan yên nhiên quyền đầu lướt quá lại có thể sinh ra âm thanh ủng hoàng chói tai một cái công kích lại có thể cường hãn như vậy sao bát cực băng trong lòng vang lên trên tiếng gầm nhẹ bên trên là bao hàm kinh khí mà lại lần nữa tăng vọt cuối cùng là ở trong ánh mắt kia hoảng sò của những đệ tử vân lam tông xung quanh kết sắn chắc chắn như thật nện vào trong phía sau lưng của nạp lan yên nhiên kinh phong khủng bố trực tiếp làm cho nạp lan yên nhiên giống như là diều bị đứt dây ấy thân thể mềm mại bị ném tung lên trên giữa không trung cũng hết như vậy gặp phải một cơn cuồng phong Môi lòng thầm viên vừa vết đóa hoa yếu ớt vậy chậm rãi thở một hơi, quên đầu của tiêu viếng lần dần dần mở ra.